Chào mọi người, hôm nay thì mình đang cầm trên tay một hộp nhỏ của loài hoa nhụy Tây. Loài hoa được gọi là quý hiếm nhất và cũng như là chữa nhiều bệnh nhất. Hôm nay thì mình sẽ bóc thử cái hộp này nhé. Các bạn nhìn ở đằng sau nó có những cái viền viền nhỏ. Thì chúng mình sẽ bóc từ đấy. Ok, bóc cẩn thận nhé, rách. Khi bóc thì nó sẽ ra một cái lớp nữa, lớp giấy bóng để bọc cho đỡ bị ẩm. Đó. Khi mình bóc xong thì sẽ ra hộp nhỏ như này. Đó. Mùi khi mà bóc ra nó rất thơm. Các bạn có thể cảm nhận. Đó. Bây giờ mình sẽ bóc tiếp nha. Và nó sẽ ra như này. Đó. Đây là hộp nhỏ của hoa nhụy Tây. Anh các bạn có thể nhìn gần hơn đó. Đấy. Và đây là cốc nước. Bọn mình sẽ thử cho vào đây đợi mấy phút. Tí nữa chúng ta sẽ nhìn thấy cái màu chính xác của nó. Nhụy hoa đang tan dần trong nước. Tí nữa chúng ta sẽ thấy kết quả của nó. Rất là tốt luôn đó. Các bạn nhìn kỹ. Đấy, chưa đầy một phút. Nó tiếc là đầy Hoa một phần đã rồi. nhụy ra. Hoa đã Nhụy hoa nghệ Tây. dần dần ra màu vàng nhạt. Những cái nhụy hoa nó không bị vữa hay là bị hỏng mà nó vẫn giữ nguyên trạng thái đấy. Đó. Rất là tốt luôn. Nếu như ai mà bệnh hoặc là muốn khỏe thì hãy lên dùng 7 đến 10 nhụy để giúp phát triển và cho cơ thể khỏe mạnh các bạn nhé. Mình cũng hay uống để cho cơ thể được khỏe mạnh. Đấy, các bạn hãy nhìn kỹ nha. Đó. Nhụy nó chưa bị tan ra nhiều nên là cái loại này không phải là loại fake đâu nha. Đấy. Dược chất nó rất nhiều. Ừ, Nó đó. cay và tê, sau nó tiết ra rất nhiều nước bọt ngọt em ạ. À thế ạ.